Rồi chào anh em ha. Nay mình vệ sinh xong được con đầu nổ C45 nha anh em, dòng Mitsubishi. Quay chia sẻ anh em tham khảo ha. Anh em nào có nhu cầu xài dòng máy lóc ngang này gọi mình ha. Đây, Mitsubishi. Quay cho anh em chụp ngưỡng ha. Máy này thì nó còn chỉnh anh em. Đủ đồ. Que bù lửa đầy đủ ha. Cũng còn khá là mới nha anh em. Ủ ấm rồi đầy đủ, cũng có ít chi tiết chốc nước sơn ha. Này do gì mình mở mình xả dầu ha. Dầu mít xu này thì nước sơn nó hơi dở, với mình rửa nó hơi cái mấy cao áp đó, xịt nó mạnh quá nên nó chảy xước lum chứ. Nhưng đồ cái nước sơn thì anh em nào quan trọng nước sơn thì thẩm mỹ thôi, chứ thật sự cái máy này độ chắc nó còn dữ ha. Im. Đây là ốc này, ốc xả nhớ nha anh em. Ốc này ốc xả nhớ màu vàng xả nhớ ha, còn ốc này xả nước nha. Anh em đừng nhầm lẫn nha, tại vì cái máy này cái cát nước nó xả theo đường này nè. Con ốc này ốc xả nước. Nước xanh á, còn ốc này xả nhớ ha. Đó. Quay chia sẻ anh em nào có xài này gọi mình ha. Con C45 này nó tầm 14 ngựa ha anh em. Kéo mấy củ phát là rất là ok ha. Đủ đồ. Đây bình nước xanh ha. Nước xanh còn nguyên chân ha. Anh nào có xài thì gọi mình ha. Cái móc thì mình bao cho anh em là chưa bung chưa trẻ ha. Hơi thừa có cài đốt nhiên liệu sạch ha. Góc đời còn đen thui rồi, đẹp trai lắm. Nè. À, trên cái hệ thống làm giải nhiệt làm mát cho động cơ nó có nhiều cái tem cảnh báo ha. Anh em nào hiểu tiếng Nhật thì vô đọc ha. Còn mình thấy nó còn tem nhóc quá vậy nè. Rồi giờ quay chia sẻ qua dòng mình test cho động cơ để nó nổ cho anh em xem ha. Máy này thì cũng không đặc biệt gì mấy anh nè. Quay sơ qua dòng thì anh em nào hiểu dòng này thì vô xem ha. Để C45 nè. Đây C45 dòng của Mitsubishi.